bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi các bạn ơi, thì ngày bữa nay có rất là nhiều khách hàng của mình đặt mình 200 viên chè sôi nước ha, thì bây giờ là mình đang chuẩn bị để mà làm cho khách đây 200 viên ha. Thì sẵn mình làm cho khách thì mình làm clip nhỏ nhỏ mình chia sẻ với các bạn để các bạn xem chơi cho vui nha. Chè sôi nước mình làm là các bạn mà để vô miệng một cái là tê tái luôn ha, chạy tới đâu là biết tới đó đó. Chè sôi nước 200 viên cho khách hàng đó, ha. Rồi bây giờ mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó ha. Đó, đây là đậu xanh làm xong xuôi đàng hoàng, các bạn dò ra ha, dò cho đều 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 ha. 200 viên nha các bạn. Thì gần cái khu của mình ở đó có rất là nhiều tiệm bán chè trôi nước nha, nhưng mà họ không có ăn, họ là đặt mình làm không ha. Xúm nhau một nhà vậy đó thì 10 viên, 20 viên, 30 viên, tổng cộng hết là 200 viên đó thì mình mới làm ha. Thì cái chè sôi nước của mình làm là coi như là không có giống ở ngoài tiệm mà nó bán nha các bạn. Chè sôi nước của mình làm là ngon tê tái luôn đó, các bạn thấy không, giò viên nó trơn tru không có dính tay đó, thơm phức luôn. Để vô miệng một cái là tê tái luôn, cho nên người ta mới đặt mình, người ta không có mua ở ngoài tiệm nè, mà đặt cho mình làm năm nào cũng vậy hết. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ đây là cái nồi nước đường của mình mới pha chế ha. Nó trong đây nó gồm có lá dứa với gừng nha các bạn, chút này không phức luôn ha. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ là tới cái công đoạn là mình sẽ dò cái cho nước cho các bạn. Mình phải ủ bột nha các bạn, ủ bột các bạn để cho nó nghỉ khoảng tiếng đồng hồ xong rồi các bạn mới dò ha. Bây giờ mình mới nhận được có nhiều người người ta đặt cho mình nữa nhưng mà mình không có nhận nữa nha các bạn. Bây giờ là 200 viên nè, bây giờ mình làm không kịp rồi, giờ này là 1 giờ sáng rồi đó, bây giờ này mình còn ngồi mình dò viên nè, cho nên không có nhận nữa. Nhiều người bây giờ người ta đã order nữa mà mình không có nhận, nó trễ rồi không có làm được nữa. Chè cho nước của mình làm được các bạn ăn là tê tái luôn. Này là người ta đặt để mà người ta có cúng để đưa ông bà đó các bạn, đưa ông táo đó, để mà đưa ông táo về trời đó. 200 viên giờ người ta đặt nữa mà mình không có nhận nữa. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ thả vô nồi nước nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ luộc trước nha các bạn, các bạn để vô luộc ha. Cái viên nào mà nổi lên là viên đó chín nha các bạn, viên nào nổi lên là viên đó chín. Thì lúc mà nó chín nó nổi lên rồi đó thì các bạn sẽ vớt ra. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ là nó nổi lên rồi nha các bạn ha, nó nổi lên rồi thì bây giờ các bạn vớt ra ha. Các bạn vớt ra thì bây giờ các bạn để thẳng qua bên một cái nồi nước đường dùm cho mình. Thứ gì chịu nổi thì mình cũng xin thưa với các bạn nha, cái nồi nước đường này nó có 3 loại đường ở trong này nha các bạn, không sử dụng một loại nước đường thì ta không có ngon. 3 loại đường rồi ha, bây giờ mình vẫn tiếp tục làm giống như vậy nữa ha, nó tới 200 viên lận.
Rồi các bạn ơi, đây là lần thứ hai ha. Đó, các bạn cũng làm giống y như vậy. Vớt ra các bạn vũ vũ cho nó ráo nước đó. Xong rồi các bạn để vô cái nồi nước đường dùng cho mình nha. Thì cái nồi nước đường này tùy theo cái khẩu vị của gia đình các bạn ha. Muốn ngọt như thế nào đó cho vừa khẩu vị thì tùy theo các bạn để mà sử dụng đường cho nó đúng với cái khẩu vị của mình. Tất cả là 200 viên ha, đây là mới có được mười mấy 20 viên thôi. Chuẩn bị làm giống như vậy nữa nha. Rồi các bạn ơi, thì tất cả là 200 viên nha. Và tơi nước đó. Thì tất cả là ba nồi giống như thế này nha các bạn. Ba nồi giống y hệt như thế này. Đó, là khách đặt mình là coi như rất là nhiều người ta hợp tác rồi ha. Để người ta đặt để đưa ông táo về trời ha, tê tái luôn nha các bạn. Cái này là các bạn ăn là các bạn chịu không nổi đâu. Rồi còn cái này là nước dừa nha các bạn, nguyên một cái nồi. Mình sẽ giao luôn nguyên một cái nồi nước dừa này cho khách luôn. Coi như đây là dư sức ăn 200 viên chè cho nước. Rồi các bạn, bây giờ các bạn dặn dùm cho mình bột năng ha. Vô cho nó sền sệt khi các bạn chan á thì nó mới bám vô cái viên chè cho nước nha các bạn, ăn nó mới ngon thơm phức luôn. Cái số lượng mà lớn đó thì mình đã đưa đi rồi. Còn những cái người mà order 10 viên, 15 viên, 7, 8 viên á thì mình sẽ cho vô một cái lon to go như thế này. À, đây là những cái lon mà mình bán thức ăn cho người khách. À, mình xuyên cái lon này rất là tốt nha các bạn, rất là dày. Mình sẽ những người mà order ít đó thì mình sẽ cho vô những cái lon to go. Một cái lon cao như vậy là chỉ có được 4 viên mà thôi, tại vì cái viên này nó quá bự. Nó thì còn cái lon dừa này là chỉ có 2 viên thôi, các bạn thấy không? Ăn một viên một là coi như là đã luôn. Rất là thơm ngon. Rồi ha, thì mình cũng xin phép chào tạm biệt các bạn ha. Mình kính chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, gặp rất là nhiều điều may mắn trong cái năm mới nha. Rồi mình xin phép chào tạm biệt, bye bye các bạn nha.